Xin chào cả nhà, hôm nay cơ sở Đồ Gỗ Mạnh Sơn em xin gửi đến cả nhà một mẫu siêu tác phẩm ạ. Một bức Di Lạc Vũ Phúc, chất liệu là vô lưu hương, hàng liền khối đến 99 đồng này nhá. Sản phẩm được đục tứ diện hoàn toàn bằng tay đấy ạ. Và ngay bây giờ đây, em sẽ quay vào vòng hàng ngắm siêu tác phẩm này ạ. Thành phẩm bây giờ phải nặng khoảng gần 80 cân đấy ạ, gần 80 cân. Mà vô lưu cả nhà nhá, rất là đẳng cấp đấy ạ. Đó. Sản phẩm thì có chiều cao là 60, chiều rộng là 60 và chiều sâu là 75. Gỗ cực kỳ là to luôn. Và ngay bây giờ đây em sẽ đưa camera để gần cho cả nhà ngắm từng chi tiết của siêu phẩm này. Đầu tiên là nét mặt này, thấy không ạ? Diện mặt rất là hoan hỉ và thần thái cả nhà nhá. Đó. Do nghệ nhân top 1 em đục ra đấy ạ, đổ rất là nhiều chất xám. Là tác phẩm như thế này. Chất lưu cả nhà thấy không ạ? Chất lưu cực kỳ đẳng cấp luôn. Đó, lưu kín bao tiền luôn đấy ạ, rất là đẳng cấp. Mọi họa tiết hoa văn đều được chặt lổi và di sần hết cả nhà nhá. Đó, rất là tuyệt vời. Đây ạ. 5 tiểu đồng, Di Lạc Vũ Phúc ạ, 5 tiểu đồng. Mỗi tiểu đồng là một nét mặt cả nhà. Không tiểu đồng nào giống tiểu đồng nào ạ. Đục cực kỳ đẳng cấp luôn. Đã thấy không ạ? Đằng sau đây ạ, gỗ không ruột, không tâm, không giác luôn. Từng thỏi tiền để được chặt tỉa lổi hết cả lên đấy ạ, rất là tuyệt vời. Tà áo đây, chặt rất là bay luôn cả nhà nhá. Di Lạc thì luôn luôn là biểu tượng đi đầu về sự hoan hỉ và tài lộc, giúp đem lại hạnh phúc cho gia chủ và tiền tài, ấm lo hạnh phúc ạ, rất là tuyệt vời. Và để có giá tốt nhất của sản phẩm này thì cả nhà vui lòng hẹn cơ sở Đồ Gỗ Mạnh Sơn em qua hai số điện thoại 083 45 567 hoặc 0345 72 96 ạ. Em xin chào cả nhà.